tất cả các bác, rất vui khi được gặp lại tất cả các bác. Trong những năm từ 2004 đến những năm 2008 thì Đồ Sơn, khi đó vẫn còn gọi là thị xã, đã nỗ lực hồi sinh ngành du lịch dịch vụ bằng một loạt những cái dự án lớn nhằm phát triển du lịch Đồ Sơn theo một cái hướng bền vững và dài hạn, như Hòn Giáo Resort, đảo nhân tạo năm cánh phượng, mở sòng casino hợp pháp, hay tòa nhà Vạn Hoa vốn là casino Đồ Sơn cũ cũng đã được nâng cấp đầu tư trở thành cái trung tâm hội nghị quốc tế. Tổng mức đầu tư cho các cái dự án đó là khoảng 4.000 tỷ ở cái thời điểm mà cách đây khoảng chừng 20 năm. Nhưng mà bằng một cách nào đó thì Đồ Sơn vẫn vậy. Kết hợp với lại khủng hoảng kinh tế toàn cầu năm 2008 thì các cái dự án ấy dần trở nên hoang tàn và đi vào quên lãng. Chỉ có cái khu Hòn Giáo Resort thì vẫn duy trì hoạt động và chờ được hoàn tất những hạng mục còn lại khi mà du lịch Đồ Sơn sắp được hồi sinh. Chính vì thế thì trong một cái dịp cuối tuần, xin mời tất cả các bác cùng tôi ngắm nhìn lại toàn cảnh cái tổ hợp vui chơi giải trí, khách sạn, du lịch sinh thái Hòn Giáo Resort ở một cái góc máy trên cao, xem nó đã thay đổi như nào trong suốt 2 thập kỷ vừa qua các bác nhé. Hòn Giáo Resort là một khu du lịch rộng khoảng chừng 120 hectare, chủ yếu là diện tích lấn biển và được chia thành 2 phân khu A và B. Phân khu A là đảo Hòn Giáo, một hòn đảo xinh đẹp giàu tiềm năng du lịch với những cái công trình kiến trúc văn hóa tâm linh lịch sử như ngọn hải đăng cả 100 năm tuổi, đền thờ Nam Hải Đại Vương và cái đường hầm xuyên đảo nữa. Khu B là một góc của khu 3 Đồ Sơn. Theo như thiết kế thì hai khu vực này sẽ được nối liền với nhau bằng một cái cây cầu thay vì đi tàu như hiện nay. Tuy nhiên thì nó mới chỉ dừng lại ở cái mức độ ý tưởng thôi. Hòn Giáo Resort thì có tổng mức đầu tư là khoảng 1.700 tỷ đồng và chính thức khởi công từ năm 2005. 1.700 tỷ đồng ở cách đây khoảng chừng 16 năm thì cũng là khủng khiếp đấy các bạn. Cũng ghê đấy chứ không, phải không các? Theo đó thì dự án này bao gồm rất nhiều những hạng mục công trình như công viên nước, quảng trường trung tâm, khu biểu diễn đa năng, bãi tắm nhân tạo, khu biệt thự đơn lập, khách sạn 5 sao, khu ẩm thực biển, mua sắm, giải trí, spa, gym và rất nhiều những hạng mục khác nữa. Nói chung là nó có thể gọi là một siêu dự án ở cái thời điểm và lúc bấy giờ. Trong những năm tiếp theo thì Hòn Giáo Resort được đánh giá là một trong những cái dự án có tiến độ nhanh. Tôi không chắc lắm nhưng mà đến khoảng cuối năm 2009 thì nó bắt đầu được đưa vào khai thác thương mại rồi. Trước mặt các bạn đây chính là cổng vào khu du lịch Hòn Giáo với một cái thiết kế khá là lạ. Ở xung quanh là một cái không gian xanh thoáng. Ngay phía bên phải các bác đây chính là trung tâm hội nghị quốc tế với kiến trúc mô phỏng lại các cái lâu đài của châu Âu, các cái bức phù điêu rồi các cái hình tượng trang trí khá là tỉ mỉ và tinh xảo. Nhưng tiếc là dự án này đến thời điểm hiện tại vẫn chưa được hoàn thành, nó đã tạm dừng từ khá lâu rồi. Ở một cái góc máy này làm cho tôi liên tưởng đến cái kiến trúc tầng mái của một cái nhà thờ nào đó ở Pháp. Quá đẹp và đẳng cấp phải không ạ? Tiến thẳng về phía trước chính là bãi tắm tự nhiên của khu này. Nhìn từ trên cao xuống thì nước biển của Đồ Sơn khá đục do nó lẫn phù sa tại các cái cửa sông chảy ra đây. Nhiều người ở địa phương khác thì không biết nên cứ cho rằng nước biển ở Đồ Sơn là bẩn và bị ô nhiễm. Đây cũng là một bãi tắm khá đông và là một cái địa điểm check in cũng khá lý tưởng cho mọi người khi đến đây.
Chạy dọc lên phía trên này là một loạt các cái công trình khá đẹp. Có công trình thì đã hoàn thiện xong rồi, nhưng cũng có công trình thì mới chỉ dừng lại ở cái mức phần thô thôi. Khu vực này chủ yếu là lấn biển, thế nên nó được bao bọc bằng hai cái lớp kè khá là vững chãi. Lớp thứ nhất thì được thiết kế để đảm bảo cho các cái công trình lâu năm và vĩnh cửu. Lớp thứ hai thì cách lớp thứ nhất khoảng chừng 100m và bao quanh toàn bộ dự án, đảm bảo sự an toàn cho dự án này trước những cơn bão có thể lên đến cấp 15 hoặc 16. Ở một cái góc máy này thì các bác có thể thấy quỹ đất ở đây còn khá lớn, vững chắc mà lại có cái view biển đẹp nữa. Theo kinh nghiệm hay review của tôi thì với một cái quỹ đất như này sẽ phù hợp với những cái dự án bất động sản nghỉ dưỡng cao cấp ven biển. Có thể là một vài căn biệt thự đơn lập ôm sát cái đường bao biển. Dịch vào phía trong một chút sẽ là các cái căn song lập hoặc tứ lập để tạo ra nhiều sự lựa chọn hơn cho phù hợp với từng phân khúc khách hàng. Tuy nhiên thì đó mới chỉ là lý thuyết thôi. Trên thực tế thì có triển khai được hay không nó còn phụ thuộc vào rất nhiều những yếu tố khác nữa, như vốn, chủ đầu tư, rồi cả cái quy hoạch cả tổng thể ở khu vực này nữa. Còn đây chính là biểu tượng cho du lịch nghỉ dưỡng cao cấp, biệt thự đơn lập trên núi với hai mặt trước view biển. Sảnh trước nhà là hồ bơi, hai mặt sau là không gian xanh bất tận của rừng núi. Quá đẳng cấp và khác biệt phải không bác? Trước mắt các bạn đây chính là hình ảnh khu di tích lịch sử Bến Nghiêng Đồ Sơn. Nơi đây được biết đến với địa điểm là nơi xuất phát của đoàn tàu không số K-15 huyền thoại. Ngoài ra thì nó còn được biết đến với một cái tên khác, đó chính là điểm xuất phát của đường Hồ Chí Minh trên biển. Ở phía tay phải các bạn đây chính là một dự án lấn biển khá lớn. Nó đã bồi cát nền xong, nhưng mà tôi cũng thực sự là chưa biết cái dự án này nó là cái dự án nào, cũng chưa biết tên lắm. Có nào thì biết thì vui lòng bình luận ở phía dưới ủng hộ tôi nhé. Còn dịch sang phía bên này chính là một trong những cái dự án lớn nhất tại khu Phật giáo resort này. Đó chính là hồ nước mặn nhân tạo. Nó được chia thành hai khu, trong đó khu vực nhỏ và nông là dành cho trẻ em, khu vực lớn và sâu hơn thì dành cho người lớn. Ngoài ra thì Hòn Giáo Resort cũng sở hữu một khu vườn được gọi tên là Đà Lạt Thu Nhỏ với những cái hàng thông khá là mộng mơ, sở thú, nhà ma, rồi cả rạp chiếu phim 6D nữa. Hay như gần đây nhất đó là những căn resort nho nhỏ bằng gỗ như kia,
với cái kiến trúc khá là lạ mắt. Sau đây thì tôi xin mời tất cả các bác ngắm nhìn thêm rất nhiều những cái hình ảnh đẹp nữa của khu du lịch Hòn Gáo Resort này. Với việc Gelasimco đã búp một cái gói 25.000 tỷ vào khu du lịch Đồ Sơn, với cái tiến độ thần tốc đã làm cho ngành du lịch dịch vụ của Đồ Sơn đang dần hồi sinh. Tất cả những cái dự án giang dở hay là treo được quy hoạch từ cách đây mười mấy hai chục năm trước cũng đang rục rịch có những tín hiệu đáng mừng. Hy vọng thì trong một vài năm tới, Đồ Sơn sẽ trở lại cái thời kỳ hoàng kim, sẽ là một trong những cái địa điểm check-in không thể thiếu trên bản đồ du lịch của Việt Nam. Các bạn thấy sao về dự án Hòn Gáo Resort này? Để lại ý kiến ở phần bình luận để ủng hộ tôi nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bác ở những cái dự án tiếp theo của Hải Phòng. Xin chào.